Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini TNCT. Và trước khi vào clip thì con cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì hiện tại trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là những cây linh sam hồng phấn mà bên vườn con đã nhân giống và nuôi dưỡng. Cây hiện tại đang phát triển rất là tốt. Thì cây cao lắm và được cắt cục lại lùng lùng như trên màn hình cô chú mình đang thấy. Và còn một số cây thì nó phát triển cao lên rồi. Và những cây linh sam hồng phấn này thân của nó cỡ chừng chiếc đũa thôi. Nhưng mà nếu như cô chú mình muốn nó bự thì cô chú mình thấy qua chậu bự hoặc là trồng xuống đất thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Còn đằng này thì con trồng ở trong chậu nhỏ và các cục cắt tỉa thường xuyên, cho nên cây nó chậm phát triển. Thì mục đích là để làm mini, để giao lưu cùng cô chú anh chị mình về là ghép tiểu cảnh, làm bonsai nhỏ nhỏ chơi đó. Và dạng hồng phấn này cô chú mình ưng thì liên hệ vườn con nha, giá chỉ có 24.000 một cây thôi đó. Ngoài ra vườn con có linh sam hoa trắng giá là 29.000 nữa. Cô chú mình cứ bấm vô kênh để xem ha, hoặc là kết nối Zalo thì con sẽ gửi hình cho cô chú mình xem.